quý vị và các bạn, việc tổ chức các sự kiện để phục vụ cho phát triển du lịch đã trở thành xu thế của các quốc gia trên thế giới cũng như của Việt Nam. Bởi bên cạnh việc tạo ra cơ hội cho các địa phương quảng bá hình ảnh, các nét văn hóa đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch, các sự kiện còn là dịp để các doanh nghiệp du lịch tìm kiếm cơ hội đầu tư, liên kết để phát triển. Nắm bắt xu thế này, từ năm 2006 đến nay, hàng năm Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức gần 10 sự kiện văn hóa thể thao với mục đích thu hút và làm gia tăng lượng khách đến tỉnh nhà vào các mùa thấp điểm, cũng như tìm kiếm các sản phẩm du lịch mới để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách, cũng là để tăng nguồn thu cho ngành du lịch. Vậy gần 10 năm qua, việc tổ chức các sự kiện đã đem lại hiệu quả như thế nào? Đây cũng chính là nội dung mà chuyên mục Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay muốn đề cập đến. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với sự phát triển của ngành du lịch, các loại hình du lịch được đầu tư đổi mới ngày càng phong phú hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của du khách. Một trong các loại hình có thể kể đến là du lịch sự kiện. Ngoài việc thu hút nhiều du khách đến nơi diễn ra sự kiện vào nhiều thời điểm khác nhau, thúc đẩy nhu cầu du lịch của người dân, du lịch sự kiện còn là phương thức quảng bá hình ảnh đất nước, con người của quốc gia, địa phương với du khách trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp coi việc tổ chức các sự kiện là một chiến lược quan trọng, góp phần tạo dựng thương hiệu và hình ảnh của doanh nghiệp. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, từ năm 2006 đến nay, năm nào Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành du lịch cũng tổ chức gần 10 sự kiện văn hóa thể thao nhằm kéo khách du lịch về với Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp du lịch trong tỉnh. Một trong những sản phẩm tạo nhiều dấu ấn của du lịch Bà Rịa Vũng Tàu là sự khởi đầu cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành cũng như của tỉnh trong một năm. Đó là chương trình lễ khai hội văn hóa du lịch được tổ chức vào mùng 8 Tết hàng năm. Được tổ chức lần đầu tiên vào đầu xuân 2007, đến nay chương trình đã trở thành món ăn tinh thần được người dân cũng như du khách đến Bà Rịa Vũng Tàu trông đợi mỗi độ Tết đến xuân về. Lễ khai hội diễn ra từ cuối tháng Chạp kéo dài đến mùng 10 tháng Giêng với hàng loạt các hoạt động để quảng bá, giới thiệu về Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, du lịch tỉnh nhà nói riêng, như lễ xông đất đầu năm, các doanh nghiệp du lịch, ngày hội báo chí, ngày hội đầu tư, đặc biệt là chương trình nghệ thuật được tổ chức hoành tráng vào tối mùng 8 Tết hàng năm. Trong chương trình nghệ thuật này, với mỗi năm một chủ đề như Sắc màu của biển năm 2007, Biển gọi năm 2008, Âm gian phố biển năm 2009, Tiếng vọng ngàn năm năm 2010, Điểm hẹn của những chuyến tàu năm 2011, Bến cảng tuổi thanh xuân năm 2012, Khát vọng xanh năm 2013, Qua miền di sản năm 2014. Qua việc sân khấu hóa các tiềm năng thế mạnh của tỉnh, cũng như chuyển tải chủ đề của ngành du lịch và các sự kiện văn hóa lớn sẽ diễn ra trong năm. Qua 8 mùa khai hội, nhân dân địa phương và du khách đã phần nào có một cái nhìn toàn cảnh về đất và người Bà Rịa Vũng Tàu xưa và nay, về bức tranh của một vùng đất giàu về biển, mạnh về biển. Lễ khai hội cũng là dịp để Bà Rịa Vũng Tàu công bố các hoạt động và sự kiện sẽ diễn ra trong năm đến nhân dân và du khách. Đây cũng được coi như là một lời hứa hẹn với du khách về nỗ lực của địa phương trong việc tạo ra các điểm nhấn thu hút. Với các sự kiện này, ngành du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo ra cao điểm một cách chủ động, bên cạnh các cao điểm tuyên truyền chung của ngành văn hóa du lịch. Việc mà đề ra chủ trương để làm rồi quá trình làm đến nay là tôi nghĩ đó là một cái điểm, một cái yếu tố sáng tạo của Bà Rịa Vũng Tàu, và các doanh nghiệp là rất ủng hộ. Cái mức độ là doanh nghiệp ủng hộ là có và càng ngày càng tăng. Tuy nhiên vấn đề là phải nhiều hơn nữa thì theo tôi nghĩ mới đạt được cái yêu cầu đặt ra từ đầu. Tại vì khai hội du lịch, văn hóa du lịch cho tỉnh, tức là khai mở đầu tiên cho một cái năm du lịch, thì tất cả các doanh nghiệp du lịch phải ủng hộ. Và vấn đề là tại sao? Vấn đề chúng ta phải cải tiến dần dần, cái hoạt động hội ngày càng phải đa dạng hơn. Tuy nhiên, đa dạng thì đa dạng, nhưng mà phải hợp lý về mặt thời gian và thời điểm nữa. Mà theo tôi nghĩ là không nên cái dứt khoát là cái gì cũng phải tập trung thời gian Tết, nó rải trong năm, và cái kế hoạch hẳn hoi. Lễ hội khác mình đã lập vạch ra rồi,
thì làm sao cho các huyện phải tham gia. Và tôi cũng đề nghị là mình quan hiểu về cái xã hội hóa cho nó phù hợp. Xã hội hóa không phải là chỉ có doanh nghiệp làm, mà xã hội hóa là nhà nước cũng phải làm, mà nhà nước làm bao nhiêu, huyện, thành phố là phải, cũng phải thi đua với nhau chứ. Mỗi doanh nghiệp mới có cái đặc sắc riêng và phải dùng cái yếu tố địa phương thì nó mới tạo ra sự khác biệt. Cũng nằm trong khuôn khổ của chương trình lễ khai hội, một hoạt động được coi là ngày hội của những người công tác trong lĩnh vực du lịch tỉnh nhà cũng như du khách có dịp tham dự. Đó là lễ sông đất doanh nghiệp du lịch đầu năm được tổ chức vào sáng mùng 1 Tết. Lễ sông đất không chỉ là dịp để sẻ chia, để gắn kết hơn nữa giữa cộng đồng doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh. Với những nghi thức trang trọng, lễ sông đất còn như lời thành kính của các doanh nghiệp cầu một năm mới làm ăn phát tài. Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị khởi xướng hoạt động này, đây là hoạt động thật sự có ý nghĩa đối với ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Vì cứ tính sơ bộ, doanh nghiệp du lịch của tỉnh có khoảng 500 đơn vị, mà đầu năm là lãnh đạo tỉnh phải đi đến từng các doanh nghiệp để thăm hỏi chúc Tết là điều không tưởng. Qua hoạt động này, lãnh đạo tỉnh đã có thể gặp gỡ chúc Tết các doanh nghiệp. Trong thế giới tâm linh của người Việt, đầu năm được gặp những người cần gặp là điều may mắn. Với những người làm du lịch, ngay ngày đầu năm đã nhận được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân là điều may mắn và coi đó là khởi đầu tốt đẹp cho mình trong suốt cả năm. Trong khi đó, với nhiều đơn vị hoạt động du lịch tham dự buổi lễ, ngoài tính tâm linh muốn cầu mong cho quê hương có một năm mưa thuận gió hòa, các doanh nghiệp làm ăn thuận lợi, thì hoạt động sông đất đầu năm còn là cơ hội để quảng bá cho ngành du lịch. Vì du lịch là ngành gần như không có ngày nghỉ, khi mọi người đi làm, ngành du lịch cũng hoạt động. Còn ngày mà mọi người nghỉ, thì những người làm du lịch càng phải tăng cường hoạt động. Vì vậy, với việc tham gia lễ sông đất của các doanh nghiệp cũng như của các du khách, cộng với sự tuyên truyền của cơ quan thông tấn báo chí, đây chính là dịp tốt để giới thiệu về những dự định cũng như quyết tâm của các doanh nghiệp du lịch tỉnh nhà. Và một trong những chương trình dù mới tổ chức lần đầu trong chuỗi các sự kiện của lễ khai hội du lịch năm 2015, nhưng đã được các doanh nghiệp du lịch cũng như các địa phương lân cận đánh giá cao là chương trình ngày hội du lịch Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ nhất năm 2015 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vào tháng Giêng vừa qua. Tại buổi tọa đàm du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, các đại biểu tham gia hội thảo đã khẳng định sự hiện diện của ngày hội du lịch Bà Rịa Vũng Tàu chính là sản phẩm rất có ý nghĩa nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của khách trong chương trình du xuân đầu năm. Thì ngày hội du lịch thì kỳ này thì tổ chức là từ ngày mùng 9 cho đến ngày 12 Tết. Đây là một cái vấn đề điểm nhấn và đồng thời cũng là cái dịp mà để quảng bá cái tiềm năng du lịch, rồi những cái di tích thắng cảnh, những cái hoạt động du lịch của các doanh nghiệp để cho du khách gần xa, đặc biệt là du khách quốc tế biết đến Bà Rịa Vũng Tàu, những cái địa chỉ và sản phẩm du lịch trong phục vụ cho du khách trong năm 2015. Thông qua các hoạt động tại ngày hội, các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh có dịp giới thiệu đến du khách cũng như các đối tác về khả năng cung cấp các dịch vụ của đơn vị mình, cũng như mong muốn tìm kiếm thêm đối tác để liên kết đầu tư nhằm tạo ra những sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức ngày hội du lịch lần thứ nhất năm 2015. Tôi cho điều này rất là cần thiết và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh rất là quan tâm. Bởi vì sự phát triển của du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đi cùng với là cái sự đồng hành của các cái lãnh đạo tỉnh và sự quan tâm của ngành du lịch, thì chúng tôi cho cái ngày hội lần này là một trong những cú hích để tạo cho một cái sự phát triển của du lịch Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Với các doanh nghiệp khai thác hoạt động lữ hành, ngày hội lại là dịp để họ tung ra các sản phẩm du lịch mới nhằm giới thiệu đến du khách cũng như các đơn vị du lịch khác. Alpha Travel là một trong những đơn vị như vậy. Ngày khai mạc chương trình ngày hội cũng chính là thời điểm Alpha chọn để tổ chức khai trương chương trình City Tour dành cho du khách cũng như người dân trong tỉnh có nhu cầu. Đồng thời cũng nhân dịp này, trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh và ngành văn hóa thể thao du lịch, công ty đã tổ chức ký kết hợp đồng với các tổ chức cá nhân trong tỉnh trong việc phối hợp tạo ra các tuyến điểm đến dành cho du khách muốn tham quan, tìm hiểu văn hóa cũng như đời sống của người dân địa phương.
Và chỉ ngay sau khi khai trương ngày hội, công ty đã nhận được 4 đơn vị đến liên hệ đăng ký tour tham quan, cũng như ký thỏa thuận ghi nhớ với một công ty du lịch lữ hành để đưa khách Nga đến với Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh những đánh giá khá tích cực từ các đơn vị tham gia, tại lễ tổng kết chương trình ngày hội du lịch, ban tổ chức cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế cần khắc phục trong công tác tổ chức, cần phải rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau. Đó là công tác quảng bá chưa được thực hiện xứng tầm với sự kiện, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các gian hàng ẩm thực chưa được quản lý tốt. Nếu làm tốt hai vấn đề này, ngày hội du lịch Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ nhất năm 2015 sẽ trọn vẹn hơn. Không chỉ tạo ra cơ hội để quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, cũng như giới thiệu hình ảnh Bà Rịa Vũng Tàu đến với các nhà đầu tư, du khách gần xa. Các sự kiện mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thời gian qua còn đem lại một hiệu quả thiết thực khác. Đó là tạo ra những sản phẩm mới phục vụ cho du khách. Và một trong những sự kiện đánh dấu sự thành công cho du lịch Bà Rịa Vũng Tàu trong nỗ lực tạo ra các sản phẩm du lịch phục vụ du khách, đó là Festival Diều Quốc tế Bà Rịa Vũng Tàu, được tổ chức vào khoảng cuối tháng 4 hàng năm tại thành phố Vũng Tàu. Với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân đến từ hơn 30 quốc gia trên khắp thế giới, Festival Diều Quốc tế Bà Rịa Vũng Tàu cũng chính là cơ hội tốt để tỉnh quảng bá hình ảnh của mình đối với du khách trong nước và thế giới, để khẳng định rằng du lịch Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ có thế mạnh là du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng, mà còn là một điểm đến lý tưởng để tổ chức các hoạt động thể thao giải trí. Đặc biệt, Festival Diều Quốc tế Bà Rịa Vũng Tàu còn là dịp để ban tổ chức gửi đi thông điệp, đó là mong muốn kết nối cùng bạn bè khắp nơi trên thế giới. Và sau 5 năm duy trì và phát triển, ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đã bước đầu thành công trong việc tạo nên một nhịp cầu văn hóa, thể thao và du lịch quốc tế ngày càng bền chặt, từng bước đưa Bà Rịa Vũng Tàu trở thành một sân chơi quen thuộc của các nghệ nhân chơi diều từ khắp nơi trên thế giới, người dân địa phương và du khách. Bởi đến với du lịch Bà Rịa Vũng Tàu dịp này, du khách sẽ có dịp biết đến các thể loại diều mang phong thái riêng của từng quốc gia trên thế giới, cũng như từng vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam, được chiêm ngưỡng các kỹ thuật điều khiển diều của các nghệ nhân thuộc hàng đẳng cấp quốc tế. Từ những nét đặc sắc này mà sau 5 lần tổ chức, Festival Diều Quốc tế Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng được nhiều người biết đến và đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo tại thành phố biển Vũng Tàu đầy nắng và gió, cùng những con người thân thiện, mến khách. Ngày nay, khi nói đến thả diều, người ta nghĩ ngay đến Festival Diều Quốc tế Bà Rịa Vũng Tàu với lời hẹn tháng 4 này về Vũng Tàu xem thả diều. Cảm nhận của tôi là liên hoan diều quốc tế do Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức càng về sau càng nhiều nghệ nhân và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho chúng tôi về một lễ hội hoành tráng, công tác tổ chức khoa học, vì vậy mà ngày càng thu hút được nhiều nghệ nhân diều trên thế giới. Nhận thấy những lợi ích mà các chương trình sự kiện mang lại cho ngành du lịch, từ năm 2009, một số lễ hội dân gian của tỉnh cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh nâng cấp trở thành các sự kiện văn hóa du lịch để thu hút du khách. Lễ hội Nghìn Ông Tháng Tam Vũng Tàu là một trong những sự kiện được nâng cấp như vậy. Lễ hội Nghìn Ông được tổ chức phổ biến rộng rãi từ vùng biển Thanh Hóa đến tận Kiên Giang. Nhưng lễ hội Nghìn Ông và tục thờ các ông của Bà Rịa Vũng Tàu được xem là lễ hội đặc trưng nhất, vì vừa mang phong thái chung của lễ hội dân gian Nam Bộ, vừa có đặc thù riêng của người dân địa phương. Trong lịch sử, Bà Rịa Vũng Tàu luôn là vùng giao thoa, chuyển tải và ngưng tụ của quá trình hình thành, giao lưu và tiếp nhận văn hóa giữa Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Cũng chính vì vậy, từ năm 2000, lễ hội Nghìn Ông ở khu di tích Đền Thần Tháng Tam đã được Tổng cục Du lịch chọn là một trong 15 lễ hội lớn của cả nước, được xem là nét đẹp văn hóa tiêu biểu của người dân miền biển, hàng năm thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách thập phương tới tham dự. Từ năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã quyết định nâng cấp lễ hội Nghìn Ông thành một sản phẩm phục vụ cho phát triển du lịch của tỉnh, với đầy đủ cả phần lễ và phần hội. Theo đó, ngoài các hoạt động của phần lễ, ban tổ chức tăng cường thêm một số hoạt động vui chơi giải trí để phục vụ nhân dân địa phương và du khách. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, tại khu vực bãi sau và bãi trước thành phố Vũng Tàu diễn ra nhiều trò chơi gắn liền với đời sống của người dân miền biển, như trò chơi câu cá, gánh cát trên biển, kéo co, đàn lưới. Đặc biệt, với việc tổ chức lễ Nghìn Ông từ bãi trước về đình Tháng Tam đầy trang nghiêm, đi qua các tuyến phố chính của thành phố Vũng Tàu, những hoạt động trong phần hội tạo cho lễ hội những dấu ấn riêng biệt. Và lễ hội Nghìn Ông
cùng với những giá trị về lịch sử của cụm di tích văn hóa đền thần Tháng Tam đã trở thành điểm hẹn của du khách vào dịp cuối tháng 8 âm lịch hàng năm. Sau này thì năm nào mình cũng tới đây một lần. Thì hướng dẫn viên thì đem khách tới đây thì khách mỗi lần vào đây tham quan thì thấy rất là vui, vì rất là ngạc nhiên vì có một bộ xương cá ông lớn như vậy ở cái chùa này. Theo mình thì lễ hội này nên làm cho nó hoành tráng một chút xíu, là mình gắn cờ này nọ ở Vũng Tàu cho nó đẹp một chút, để mỗi lần mình tới mình đều giới thiệu là có lễ hội này vào ngày 16 tháng 8. Thì là tại vì nếu muốn gắn cờ nhiều hơn chút thì mình sẽ chỉ cho khách xem là đây đang diễn ra cái lễ hội như thế này. Một lợi ích thiết thực khác có thể nhìn thấy rõ nhất từ các chương trình sự kiện du lịch của tỉnh, đó là cơ hội quảng bá, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, các sản phẩm du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đến nhân dân và du khách. Đồng thời, các sự kiện này còn mở ra cơ hội để các doanh nghiệp địa phương có điều kiện gặp gỡ, kết nối để tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển trong tương lai. Nhờ sự quan tâm đầu tư đúng hướng của tỉnh, ngành du lịch và các doanh nghiệp trong việc tạo ra các sự kiện du lịch đã góp phần không nhỏ đưa ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu vượt qua nhiều khó khăn, liên tục có bước tăng trưởng đáng phấn khởi. Theo thống kê, năm 2001, Bà Rịa Vũng Tàu đón 3,9 triệu lượt khách, doanh thu đạt 548,8 tỷ đồng. Đến năm 2009 đã đón được 7,73 triệu lượt khách với doanh thu du lịch 1.563 tỷ đồng. Năm 2014, mặc dù kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục khó khăn, đã tác động không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đạt mức tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, doanh thu du lịch đạt 2.400 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm 2013. Các cơ sở lưu trú du lịch đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 500.000 lượt, số ngày khách lưu trú bình quân trên 2 ngày. Có thể nói sau gần 10 năm tổ chức, tuy vẫn còn những khó khăn hạn chế trong công tác tổ chức như việc tuyên truyền quảng bá chưa đạt hiệu quả cao, các hoạt động bên lề của sự kiện chưa thật phong phú, tính liên kết giữa doanh nghiệp và các đơn vị tổ chức chưa cao. Nhưng những thành công mà các sự kiện đem lại cho du lịch Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, doanh nghiệp du lịch nói riêng là không thể phủ nhận. Đặc biệt, theo các đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành, chính từ các sự kiện này đã góp phần rất lớn trong việc quảng bá, giới thiệu về Bà Rịa Vũng Tàu với du khách, đưa Bà Rịa Vũng Tàu vào danh sách các điểm đến của các hãng lữ hành lớn trong và ngoài nước. Thì về nguyên tắc, nếu một lễ hội nổi tiếng mà chúng ta tổ chức vào một cái thời điểm cố định trong năm và quảng bá tốt thì nó là một cái sản phẩm du lịch cực kỳ tuyệt vời và tạo điều kiện để thu hút du khách đến với Bà Rịa Vũng Tàu. Những năm vừa qua thì đã có rất nhiều lễ hội như là Cờ Vua Thế Giới, Hoa Hậu Quý Bà Thế Giới, Ẩm Thực Thế Giới, Diều Quốc Tế, như bóng chuyền nữ quốc tế đã tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu đã rất là thành công. Năm 2015, mục tiêu của ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu là đón 15,2 triệu lượt khách với tổng mức doanh thu toàn ngành là 3.729 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, một trong những hoạt động trọng tâm được ngành chú trọng đó là công tác quảng bá và tổ chức sự kiện để thu hút khách. Để đạt được mục tiêu đề ra, công tác tổ chức sự kiện được ngành du lịch tỉnh chú trọng hơn. Theo kế hoạch sẽ có 6 sự kiện lớn được tổ chức trong năm 2015. 6 sự kiện văn hóa du lịch quan trọng này chính là điểm tựa, là cơ hội và cũng là lời mời gọi để tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, qua đó là dịp để quảng bá cho tên tuổi, các địa danh của Bà Rịa Vũng Tàu đến với bạn bè trong và ngoài nước. Trong đó có những sự kiện được đánh giá là những nét mới mang đậm dấu ấn lịch sử của vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu, như Ngày hội nghề cá Bà Rịa Vũng Tàu, lễ hội Côn Đảo. Năm 2015 thì sẽ tổ chức năm đầu tiên tổ chức cái ngày hội du lịch sau cái lễ khai hội tối mùng 8 Tết, và mùng 9 sẽ là tổ chức cái ngày khai hội. Năm 2015 sẽ tổ chức một số sự kiện kèm theo. Ví dụ như là sau cái ngày hội du lịch là tới là festival diều quốc tế, là ngày hội nghề cá, rồi ngày hội Côn Đảo, vân vân. Đó là một loạt như thế. Thì sẽ thu hút là cho du khách đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đặc biệt là khách quốc tế. Cũng là tiền đề cho cái 5 năm tới 2016-20 thì sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch. Nhìn lại chặng đường suốt gần 10 năm tổ chức các sự kiện du lịch, từ những kết quả mà các sự kiện mang lại, có thể khẳng định hướng đi mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang thực hiện
là phù hợp với sự phát triển chung mà ngành du lịch Việt Nam cũng như thế giới đang hướng đến. Từ đó, mục tiêu xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch của cả nước là điểm đến của du khách quốc tế như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 5 đã đề ra đang dần trở thành hiện thực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.